Cây này cây linh sa nha bạn, cây này cũng có làm đế sơ nè. Cây này cây song hình lá trung luôn nha. Cơm lá. Cây này ngay chỗ cái eo nó được có 32 dòng à. Cái eo dưới chỗ này là mình cầm chỗ này có 32 à. Cái cục dưới thì bự hơn. Tại nó nở cái bát ra. Chỗ này nó hơi thiếu cái gì nó nở cái bát ra. Có đục đế rồi nha bạn, mình đã có trồng lại một lần, mồi lại một lần rồi. Cái dách bên đây đẹp hơn nè, dách mặt kia thì nó xấu. Đây nó đẹp hơn, nó chài bát da đẹp hơn. Mặt bên kia thì nó bị lõm thiếu một cái, bên đây mặt tiền này đẹp hơn. Cái này cắt cái lùng được nha các bạn. Đó, nguyên cái. Nếu ai ấy thì mình cắt phôi, cắt trừ hao đây nè, gỡ phôi thôi nha các bạn. Cái này người ta cũng đang nuôi phôi à, chứ người ta nuôi cho lớn hoành thôi chứ. Chỗ này thì bự hơn, chỗ này được 40 nè. Chỗ bát gia này được 40 nè. Cái này giật cốt rồi vô là được lắc nè. Đế gia, này là nuôi cái bài được. Linh sam nha bạn. Cái này cũng già cây được cái già cây linh sam song hình lá trung. Cái